Nãy giờ là mình mới chỉ ăn được một nửa suất bún rồi đấy. Chắc là phải được tầm khoảng 1 đến 2 món nữa thì mới hết được cái ngân sách còn khá là nhiều như thế này. Ăn bằng mắt trước đã, sau đó thì mới tính đến vị giác kiểu như thế. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Hime Channel. Đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong một thử thách vô cùng thú vị. Đó là dạo chơi ở quận Thanh Xuân và thưởng thức các món ăn với mức chi phí là 100k. Và không cần phải mất thời gian hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đi tìm kiếm món ăn đầu tiên và thưởng thức nó thôi nhá. Đi thế nào? Cô ơi, cô cho con một suất bún chả vậy ạ. Rồi, cô ngồi đi. Dạ vâng. Và cái món ăn đầu tiên mà mình quyết định lựa chọn trong cái thử thách của ngày hôm nay đó chính là món bún chả. Sau khi mà lượn lờ một vòng trên phố thì mình đã tấp ngay vào một quán bún chả rất là nổi tiếng. Gọi ra một suất bún chả đầy bự như thế này. Mọi người có thể nhìn thấy là trong cái bát chả của mình thì là chả viên. Có một điểm đặc biệt là khi mà mình đi ăn bún chả thì mình thường là sẽ thích ăn chả viên hơn là thịt nướng. Thật sự là cái bát bún chả này rất là hợp khẩu vị với mình, bởi vì là vừa order ra thì đã có rất là nhiều viên thịt ở trong này. Mà một cái suất bún như này chỉ có giá là 30k thôi. Thì ngay sau đây mình sẽ thưởng thức luôn. Trước khi mà ăn thì vẫn như thường lệ mình sẽ thêm vào đó một chút gia vị chanh hoặc là quất để cho nó thơm, kiểu bị nghiện ấy. Nếu như mà bạn nào ăn cay thì mình nghĩ là nên cho thêm một chút ớt nữa để nó có vị chua ngọt, nó sẽ hấp dẫn hơn rất là nhiều. Vốn dĩ đây là món bún chấm. Mọi người chắc là sẽ thắc mắc là tại sao trong cái bát bún chấm này của mình nó lại nhiều nước như vậy. Thì thật ra là nước dùng sẽ được pha vừa phải nhất để cho nếu như mà ai muốn ăn mặn hơn hoặc là cay hơn thì mình có thể tùy ý để thêm các gia vị khác vào. Quan trọng nhất là trong món bún chả này đây, đó chính là chả viên. Mình sẽ thử cảm nhận xem là cái viên chả nó như thế nào nhé. Chả thì được tẩm ướp gia vị rất là vừa phải. Và đặc biệt khi mà được nướng qua than hoa thì nó vẫn giữ được cái độ mềm nhất định của viên chả. Ăn nó không bị bở quá, không bị bột quá và không bị ngấy quá. Trong cái viên chả mà nếu như toàn thịt thì có thể nó sẽ rất là khô và nó sẽ bị vỡ chả. Khi mà vừa cắn vào thì cái thịt nó sẽ bung ra làm cho người ăn có cảm giác nó hơi bị ngấy một chút. Cái viên chả này thì mình cảm giác là cái độ bám của thịt, lượng mỡ và lượng nạc nó vừa phải. Đó. Nói chung là một phần mình lựa chọn cái món bún là món ăn đầu tiên trong cái thử thách ngày hôm nay là bởi vì là cũng đến bữa rồi, mình hơi đói. Chính vì vậy là mình cần phải một cái món ăn mặn và một cái món ăn có thịt, có chứa protein, có chứa một số chất để làm cho gọi là mình có thể nạp thêm năng lượng để có thể tiếp tục thực hiện cái thử thách ngày hôm nay. Nếu như bây giờ mình lựa chọn một cái món ăn nhẹ nhàng, ví dụ như là một món ngọt thì có thể là mình sẽ bị đói ấy, bị đuối và gọi là không tràn đầy năng lượng được. Không biết là các bạn có để ý hay không, nhưng mà thường khi mà chúng ta đi ăn bún chả thì trong cái bát nước dùng sẽ có những cái lát cà rốt hoặc là đu đủ như thế này. Thì những cái lát này chính là các cái lát đã được ngâm chua. Và sau khi mà cho vào trong bát bún chả thì chúng ta ăn kèm nó sẽ bớt đi cái cảm giác ngấy của thịt. Bởi vì là thịt đã nướng và nó có mỡ. Rất nhiều người ăn vào sẽ có cảm giác là mình bị sợ quá vì nó ngấy. Thì ăn kèm những cái món đồ chua nó sẽ át đi những cái hương vị đó, sẽ dễ dàng để gọi là ăn tiếp hơn và chúng ta có thể ăn được nhiều hơn. Nãy giờ là mình mới chỉ ăn được một nửa suất bún rồi đấy, mà mình cũng cảm giác là cái dạ dày trống của mình đã gần như là được lấp đầy rồi. Và mình sẽ ăn hoàn thiện nốt cái suất bún này và để tiếp tục đi thưởng thức cái món ăn khác ở trong con phố này nữa. Bởi vì là ngày hôm nay ngân sách của mình có 100k và suất bún này chỉ có 30k thôi. Chứng tỏ là mình sẽ còn khoảng 2 đến 3 món ăn nữa cần trang đến để thưởng thức. Thật ra thì mình sẽ bánh chén nốt nhé.
sau khi mà oánh chén xong một suất bún chả thì mình đã cảm giác rất là no rồi. Nhưng mà với cái ngân sách là 100k như này thì cái cuộc hành trình của mình ngày hôm nay vẫn phải tiếp tục. Và bây giờ mình sẽ ra thanh toán để còn vi vu tiếp nhá. Cô ơi, cô cho con gửi tiền với ạ. Con hết 30.000. Đây ạ. Dạ vâng, con cảm ơn ạ. Wow, như vậy là với một suất bún chả to bự như vậy mình mới chỉ ăn hết có 30k thôi. Còn 70k nữa mình sẽ tiếp tục được lựa chọn những món ăn ngon nữa. Chúng ta cùng đi thôi nhá. Có lẽ là do cái khẩu vị của mình mà sau khi ăn xong một món mặn đó là món bún chả thì mình sẽ nghĩ là trong cái chi phí còn lại 70k của mình ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đi ăn món mặn trước đã. Sau đó thì mình sẽ ăn đến những cái món ăn tráng miệng, những cái món ngọt hoặc là những cái món mát vị để sau. Và bây giờ thì mình đã lựa chọn một quán bánh mì để vào tiếp tục thưởng thức một món mặn nữa nhá. Chị ơi, cho em một bánh mì ạ. Mình sẽ gọi ra món bánh mì bò xào nấm. Món này đang rất là hot tại quán. Wow, bánh mì xào nấm của mình rất là nhiều nhân đây rồi. Bánh mì vẫn còn đang rất là nóng hổi. Nhìn trông rất là hấp dẫn, mình sẽ thử miếng bánh đầu tiên xem như thế nào nhé. Đúng là hương vị của nấm rất là thơm. Một cái mùi vị rất là quen thuộc mỗi khi mà chúng ta ăn một cái món xào gì đấy và có cho thêm nấm vào nữa. Rất là thơm, thịt thì cũng rất là mềm. Bên trong còn một số loại rau thơm nữa thì chắc mình phải ăn đêm mình mới cảm nhận được. Nhưng mà sơ qua là mình đã nhìn thấy có hạt sen ở bên trong rồi. Lẫn các bạn ạ. Mình tưởng rằng đấy là hạt sen nhưng mà không phải. Là cái đầu của cây nấm nó hình tròn và nó cùng màu với hạt sen, là mình nhầm tưởng là có hạt sen ở bên trong bánh mì này. Với chất bánh mì này bên trong thịt là thịt bò và xào với cái cây nấm dài dài mà chúng ta vẫn thường hay dùng ăn lẩu đó. Trong một số các cái món xào thì cũng hay có những cái loại nấm này. Nó mềm, nó hơi dai một chút và đặc biệt là nó rất là thơm. Bên trong ngoài nấm ra thì còn có thêm một ít hành tây nữa. Hành tây giòn giòn được thái cắt lát thành sợi ấy. Đây là lần đầu tiên mà mình ăn một cái bánh mì mà nhân lại có xào nấm như thế này. Nhưng mà thấy nó khá là thú vị. Bởi vì là cái hương vị của nó rất là lạ. Nó khác với cả những cái bánh mì bình thường. Như là mình ăn bánh mì thịt xiên, bánh mì thập cẩm, bánh mì trứng hay là bánh mì xúc xích. Thì lần này là nấm đã được xào lên thì nó dậy cái mùi thơm. Cái hương vị của nó khi được mix ở bên trong bánh mì ăn nó cũng rất là lạ. Mình nghĩ là sau khi mà mình ăn xong cái bánh mì này thì chắc là mình sẽ đi ăn một món ngọt, bù đắp lại cái khoảng trống mình ăn một nửa mặn rồi. Thì mình sẽ nên gọi là ăn thêm một nửa ngọt này, tráng miệng ấy. Nãy giờ ăn một bát chả xong thêm một cái bánh mì này nữa chắc là rất là no luôn đấy. Với mức giá là chỉ có 20k thôi, mình nghĩ là nó cũng rất là phù hợp. Có như là tiền nào của đấy ấy. Với cái mức giá bỏ ra như vậy thì mình sẽ mang lại được một cái giá trị dinh dưỡng khá là nhiều. Vì nhân là nhân thịt bò ẩn hoi nhá mọi người. Bánh chén xong món này là vừa nãy mình ăn một bát bún chả 30k cộng với cả một cái bánh mì này 20k là 50k. Tức là mình vẫn còn 50k nữa để thưởng thức các món ăn tráng miệng nữa. Wow, như vậy là mình đã vừa oánh chén thêm được một chiếc bánh mì to bự nữa. Và ngân sách của mình bây giờ còn lại là 50k. Mình đang suy nghĩ xem là không biết là bây giờ mình có thể tiếp tục ăn được cái món gì nữa. Chắc là phải được tầm khoảng 1 đến 2 món nữa thì mới hết được cái ngân sách còn khá là nhiều như thế này. 100k mình từng nghĩ là tưởng là ít, nhưng mà thật ra khi mà để mang đi mua đồ ăn thì wow, thoải mái. Xách 100k đi có mà tha hồ chở gấu đi ăn luôn. Và không biết là cái món tiếp theo mình lựa chọn là món gì nhở. Ví dụ như là bánh rán này, kem này, chè này. Cũng hay đúng không? Hay là bây giờ mình thử đi tìm xem là có một quán bánh nào không để vào ăn nhé.
Wow. Thật sự là mình đã nghĩ đến việc là sẽ lựa chọn một món tráng miệng, bởi vì nãy giờ mình đã ăn hai món mặn, đó là một bún chả và một bánh mì đều rất là no rồi, thì muốn một cái món gì đó nó mát mát, nó ngọt hơn một chút để cho kiểu nó đỡ bị ngấy quá ấy. Thì nhìn cái bảng này mình cũng cảm thấy là sao nó có thể nhiều món như thế, và mình nghĩ là mình sẽ lựa chọn ra hai món rất là hợp khẩu vị ở trong này để có thể hoàn thành cái thử thách ngày hôm nay. Là mình còn 50k nữa thôi, mình sẽ vào bên trong để gọi đồ nhá. Cô cho con một chè thái sầu và một gà khô ạ. Ăn ở đây em không? Dạ vâng, ăn ở đây ạ. Ngồi vào trong bàn. Dạ vâng, đi vào trong thôi. Wow, như vậy là mình đã gọi ra một bát chè thái sầu riêng và một đĩa khô gà. Khô gà của mình đã được đựng trong túi bảo quản rất là cẩn thận. Muốn ăn thì phải đổ ra đĩa. Bình thường thì khô gà nó cũng giống như là bò, khô bò vậy đó. Nó cũng khá là cay. Nên là khi mà gọi khô gà ra thì mình phải ăn kèm với cả một món lạnh, đó chính là chè. Chứ nếu không thì ăn nó sẽ vừa khát nước mà còn vừa cay nữa. Mình sẽ cho thêm đá vào bát chè sầu nhá. Về cơ bản thì chè sầu khá là giống nhau ở các địa điểm, đó là đều sẽ có một cái túi sầu riêng và để mọi người đổ lên trên bề mặt của bát chè như thế này. Nếu như bạn nào mà có thể ăn chè thái sầu thì sẽ đổ thêm cái gói sầu này vào, còn nếu không thì mọi người có thể ăn chè thái không cũng được. Đó là chỉ cần là không cho cái túi sầu riêng nhỏ nhỏ đi kèm vào là xong. Bây giờ đi khá là nhiều, ăn khá là nhiều món mặn nên mình khá là khát nước, nên là có cho nhiều đá một chút. Đó. Sau đó thì dầm đều ra. Đây chính là sầu riêng, rất là nhiều sầu. Mùi sầu riêng, mình biết là cái sầu riêng này có nhiều bạn không ăn được. Cái này thì còn do khẩu vị của mỗi người nữa, nhưng mà đúng là nó cũng có kén người ăn một chút thật. Được cái mình thì mình ăn được sầu riêng. Chung là nó cũng sẽ có những cái điểm thú vị riêng của nó khi mà mọi người có thể ăn được sầu. Nó hơi thơm thơm, béo ngậy một chút. Mùi của nó thì nó hơi lạ, nó không hẳn là thơm nhưng mà nó cũng không phải là khó chịu, không ngửi được, kiểu như thế. Mình thấy nó cũng dễ ăn mà. Có một điểm đặc biệt khi mà ăn chè sầu mình rất là thích, đó chính là bên trong bát chè sầu có rất là nhiều thạch. Và giống như hai viên thạch mà mình vừa mới khoe ở đây rất là bự. Mình sẽ thử sắt xem là sắp một miếng xem ăn cái thạch của nó như thế nào nhá. To quá, bự quá. Thạch khá là kiểu như là giòn giòn một chút, nó thành một tảng rồi mà. Nên là khi mà cắn vào chúng ta nhai thì nó sẽ tan dần ra ở trong miệng của chúng ta. Mình rất là thích ăn thạch. Trong số các loại topping thì mình có phần ưu ái hơn cho thạch so với cả chân trâu, bởi vì chân trâu nó hơi dai. Mà sở thích của mình, nếu như mà các bạn có theo dõi những cái video trước của mình thì sẽ thấy là wow, cái bạn Trang này thích ăn những cái món ăn mềm, rồi thích ăn những cái món ăn thơm, rồi có khẩu vị ăn là ăn bằng mắt trước đã, sau đó thì mới tính đến vị giác, kiểu như thế. Nước cốt ngoài là có sữa ra thì còn có thêm vị của sầu riêng, nó sẽ hơi thơm thơm, béo một chút. Ngoài các cái thạch tảng như vậy thì còn có rất là nhiều cái thạch hoa quả như thế này nữa. Bên trong bát chè sầu nó còn mít nữa mọi người ạ. Tuy là bây giờ không phải là vào đúng vụ mít, nhưng mà mít ở trong bát chè này vẫn rất là ngọt. Có một điểm đặc biệt khi mà ăn chè sầu thì mình sẽ hay nhìn thấy có những cái sợi. Mình không biết đây gọi là thạch hay nó là một cái loại hoa quả gì, nhưng mà nó được cắt thành sợi như này, lúc ăn thấy vị của nó khá là thú vị ấy. Nó là một dạng như kiểu là thạch được cắt thành sợi ấy. Thay vì là việc người ta cắt thạch thành các cái lát vuông như thế này, đó, thì người ta cắt thạch thành sợi thôi. Phải công nhận là cái bát chè sầu chất lượng thật. Kiểu ăn miếng nào là thấy vị của sầu miếng đấy luôn ấy. Bạn nào mà đam mê sầu thì ăn cái bát chè này gọi là quên sầu luôn.
Hoặc là nãy giờ cũng đã sương sương được một vài miếng chè rồi, mình không thể bỏ qua được cái món khô gà này. Đây là kiểu gà được sấy khô, xé sợi, sau đó thì rất là tẩm ướp thêm ớt, ăn nó sẽ có vị hơi cay cay giống như là vị của bò khô. Nói chung đây là một món ăn vặt rất là quen thuộc đối với mọi người rồi. Nếu như mà mọi người đi ra quán quán kem, quán chè của bạn bè thì chúng ta có thể nhâm nhi những cái miếng gà khô như thế này và ngồi lai dai nói chuyện chắc được cả một buổi luôn đấy. Gọi những cái món gà khô kiểu như này sẽ không quá tốn mồi ấy. Vậy là với một mình thì mình có thể vừa nhâm nhi một đĩa gà khô, một bát chè sầu như này và có khi ngồi hết một buổi. Nhưng mà mình chợt nhớ ra là thử thách ngày hôm nay của mình là 100k thì mình đã ăn được hai món hết 50k rồi. Thì để xem nhá, xem là hai cái món mà mình gọi ra là bao nhiêu tiền này. Trong đó là gà khô 20k và chè thái sầu có sầu là 30k. Như vậy là mình sau khi ăn xong hai món mình còn lại 50k. Với hai cái món này mà mình gọi ra là mình đã tiêu một cách rất là gọn gàng, cẩn thận cái ngân sách 100k của mình. Dạo này do cái việc mà thực hiện nhiều thử thách với một cái số tiền được đưa ra thì mình cảm thấy là mình bắt đầu chi tiêu một cách rất là phù hợp, rất là cân xứng, làm sao mà không bị lạm phát và cũng không bị thiếu chi quá, vừa đạt vừa đủ. Kiểu như là theo các cụ hay nói thì là đủ điều kiện để xuất giá rồi đấy. Nhưng mà mình tin là chắc là mọi người cũng chưa muốn và cũng chưa mong là mình vội vàng sớm lên xe hoa, sớm bị ai đó rước về dinh đâu. Bởi vì là như vậy chúng ta sẽ ít có cơ hội để gặp lại nhau hơn. Và cái việc mà mình vẫn cứ là một cô gái độc thân vui vẻ như thế này thì chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau trong những cái video tiếp theo. Và tiếp tục mọi người sẽ được nghe Trang chia sẻ những cái kinh nghiệm ăn uống, rồi là những cái điểm ăn uống thú vị ở trong khắp Hà Nội nhé. Và có lẽ là mình sẽ phải nói lời chào tạm biệt với mọi người ở đây. Sau khi mà xử lý xong nốt cái bát chè này, mình rất là vui vì mọi người đã đón xem video của mình. Mình cũng rất hy vọng là nếu như mọi người có bất kỳ một gợi ý nào hay là một thử thách nào muốn đưa ra cho mình để mình thực hiện thì mọi người hãy comment ở bên dưới để nói cho mình biết nhé. Và một điều vô cùng quan trọng mỗi khi kết thúc video đó chính là nếu như mà mọi người yêu thích thì mọi người hãy nhớ like, subscribe và share kênh YouTube của mình, đó chính là Hime Channel. Cảm ơn tất cả mọi người.